Sáng nay, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 tổ chức chương trình giao lưu giữa cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh với cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 9. Là sinh viên người Campuchia sang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến tham quan tìm hiểu về Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 có ý nghĩa đặc biệt đối với em Huong Li An Hua. Qua chuyến đi, Li An Hua cũng như nhiều sinh viên Campuchia và Lào hiểu rõ hơn về truyền thống hữu nghị quân tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và Lào, cũng như truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 9. Việt Nam với Campuchia cũng có mối quan hệ, đó là ngoại giao từ xa xưa rồi, truyền thống xa xưa rồi, nên là em cũng góp sức và tích cực tham gia những chương trình giao lưu để thúc đẩy mối quan hệ của hai nước. Với lại em sẽ cố gắng kể là học tập và trau dồi bản thân để sau này giúp ích cho đất nước. Hôm nay em tới nhà truyền thống, em biết về Bác Hồ, hiểu rõ hơn về Việt Nam có lịch sử từ truyền thống tới thời điểm này. Việt Nam, Lào là anh em nhau. Chương trình thu hút sự tham gia của 54 sinh viên Lào, Campuchia và 37 gia đình nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình, các đại biểu và sinh viên có dịp lắng nghe những cựu chiến binh là chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, cựu chiến binh từng công tác tại nước bạn Lào, chia sẻ nhiều kỷ niệm về tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào trong những năm tháng sống và làm việc tại đất nước bạn. Các cháu sinh viên của hai nước Lào và Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh được giao lưu, tham quan, học tập, hiểu thêm được về truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam và mối quan hệ máu thịt giữa Việt Nam với Lào và Campuchia. Từ đó mà nuôi dưỡng cho các cháu cái khát vọng phấn đấu vươn lên và cái tình cảm tốt đẹp giữa ba nước. Đội ngũ sĩ quan của quân đoàn Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 cũng là đơn vị từng tham gia chiến đấu trong đội hình quân tình nguyện của Việt Nam tại Campuchia, thì các bạn sẽ hiểu thêm về cái mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia và vun đắp cho cái tình hữu nghị giữa Việt Nam, Lào, Campuchia ngày càng tốt đẹp hơn, bền vững hơn. Thưa quý vị, tại chương trình giao lưu còn diễn ra nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với các bài hát điệu múa mang đặc trưng của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, thể hiện tình yêu quê hương đất nước cũng như là tình cảm gắn bó hữu nghị giữa ba quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia. Thông qua đó có thể giúp cho các đại biểu và các sinh viên hiểu hơn nét đặc trưng về văn hóa và con người của ba quốc gia, ba dân tộc.